Thưa quý vị, báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai cực đoan xảy ra trên các vùng miền, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tập trung chính vào các loại hình thiên tai như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển. Căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 30 tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đã được đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, di dời dân cư vùng thiên tai, khắc phục khẩn cấp hậu quả sạt lở. Theo đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai rà soát lại nội dung, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với các bộ ngành địa phương, thống nhất danh mục đảm bảo đúng đối tượng, chậm nhất là ngày 27 tháng 10 phải hoàn thiện tờ trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định đảm bảo kịp thời hiệu quả.